chưa? Đó đó, nó nhảy số rồi đó. Nó nhảy số rồi đó. Quay đi. Alo, xin chào các bạn. Mình cần bán một căn nhà ở trước mặt là công viên, đường thoáng mát, Hồ Sện, phường Vĩnh Hòa, cách biển bến du thuyền 300m. Đây, trước mặt nhà mình đây, công viên đây. Mình sẽ quay công viên trước rồi mình sẽ quay nhà mình sau nha. Đây, công viên đây, thoáng mát. Đó. Công viên đây. Rất tuyệt vời. Đó. Các bạn thấy chưa? Thấy công viên đây chưa? Đó. Đây. Công viên đây. Nha. Đây, công viên rất tuyệt vời. Đó, công viên đó. Ở thấy các bạn thấy công viên chưa? Đây, công viên. Trước mặt công viên. Đây là nhà mình đây. Đó, mình đang bán cái nhà, cái nhà mái ngói đó. Đó là nhà của mình. Đây là công viên. Bây giờ mình sẽ đi vô căn nhà cho các bạn xem nha. Nhà mình là diện tích 68m1, ngang 4 và 17 nha. Đây. Đó, đây. Công viên đây. Đó. Rất là tuyệt vời. Đó, nhà mình đây. Cái một công viên. Đó. Các bạn mời các bạn coi bây giờ mình vô nhà mình nha. Đó, nhà đó, nhà mới ngói đây. Đây. Nhà mái ngói, nhà lầu nha. Các bạn nhỏ ngói đây. Đây, đó, đây mà mình ở nhà đây chính chủ đây các bạn. Đó, chính chủ đây. Đó, trước mặt nhà là đây. Trần BD nha. Trước mặt nhà đây, bên hông trước mặt nhà đây. Đây. Đó, trước mặt nhà là công viên nè. Thấy không các bạn, thấy trước mặt này là công viên không? Đó, đây công viên đây. Đây, hai bên cây cối. Phong thủy. Đó. Đó, thấy chưa các bạn. Đây. Nhà mình là hai phòng ngủ, hai bếp. Một bếp, một phòng thờ, hai toilet. Đây, trên lầu. Đây. Đó. Các bạn, đó. Đây, mình đường ra. Mình có ghi số thọ đây không? Ghi luôn hay là ghi số thọ với tiền gà. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đi ra đây, công viên đây. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ nha. Đó, trước mặt nhà đây, đường rộng nè. Đó, xe hơi chạy hai chiếc vô tư luôn. Đây, đường ngựa đây, xe hơi chạy hai chiếc vô tư. Trước mặt nhà mình đây, đó, tuyệt vời. Công viên tuyệt vời luôn. Mình cần bán, rất là tâm huyết nhưng mà phải bán. Đó. Rồi quay lại vô nhà. Đó. Rồi số điện thoại đây, giờ mình ghi số điện thoại vô. Bạn ghi số điện thoại giùm đi. Rồi. Số điện thoại dưới đường link dưới phần mô tả. Thì đó, ghi vô đi, ghi vô luôn đi, biết ghi vô luôn đi. Rồi thôi nha. Rồi, rồi.